呀，好，我们开始。他他头头这是他的头，这是那那他他的的头。头。脸，脸，看，看，看，老明道呢？看，看，看，眼，眼，睛，清，睛，清，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛。鼻，鼻，鼻，再把我们 mic 再把我们 welcome 再到空格老鼻，干，不不，鼻，鼻，鼻，鼻，鼻，鼻子，鼻子，鼻子，把老鼻干到鼻子，鼻子，鼻鼻子，子，嘴，嘴，嘴，嘴巴，嘴，嘴嘴巴。嘴巴。耳，耳耳，耳耳朵，耳耳朵，朵耳朵耳朵，耳朵耳朵，耳朵，看，他有眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵。他有看。眼他睛，有眼睛、鼻鼻子、子、嘴嘴巴巴和耳和朵，耳朵，他眼他眼睛睛很大，他眼睛很大，他眼他睛眼睛很很大，大，容我一下，他啊，看。他有眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵。他眼睛很大。再来一下。看，他有他眼睛、有鼻子、眼睛、嘴鼻巴子、和耳朵。嘴巴他和眼耳睛很朵。大，他他眼眼睛很大，他眼睛很大。身，身体，体，身体，身身体，体。那是他的身体，那那是是他他的的身身体，体，腿，腿，个子，个子。高，高高，高，气，气，气气，气气，气气机器。机机器器，机器好，老板，机器人，机机器器人，人。他是我家的机器人，他他是我是我家家的的机器机器人。人。Cô mời nè, từng bạn đọc nhé. Cô mời Quỳnh Chi đọc trước. Thấu.眼睛很大，好像呢。
Sơn. Chào các bạn nha. Sơn. Chân thì là chưa tha tờ sân thì Nà sư tha tờ sân thị. là chưa tha tờ sân thì thuế cơ chữ vào Cao cao tha cơ chữ cẩn cao chữ chi 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 rắn tha sư của cha tờ chi chi rắn他是我家的机器人。他是我家的机器人。OK，非常好。那么回击呢？他头遮是他的头，脸看眼睛眼鼻镜，眼镜，眼镜鼻子。鼻子，鼻子、嘴巴、耳朵、耳朵，耳朵、耳朵，耳朵，耳耳朵、朵，等着没到吗？耳朵。耳耳朵。朵，耳朵，看，它有眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵。看，七鬼七，看，它有眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵。接着。太阳睛很大。非常好，可不可以光明呢？身体，那是他的身体，那是他的身体。那是他的身体，腿，个子。高，机器，机器人，他是我家的机器人。非常好，多么呀，宝宝呢？他头，这是他的头。好吧，签字没吧的。脸，看，眼睛，你必须怎么讲？咦？鼻子，嘴巴，耳朵，看，它有眼睛。鼻子、嘴巴和耳朵，他眼睛很大。非常好。可是我的东西在哪呢？身体，哪是他的身体？那是他的身体。哪是他的身体？嘴，个子，高，高，机器，机器人，在修我家的机器人，他是我家的机器人。他修。
他来听我的他歌。他在，是他是我家，我家。我家的机器人。đúng rồi. Các con chép từ mới vào nhá. Và mình chép từ vào con. Xin thiên chỉ月几号光明。今天9月12号，对，9月12号，同学们写下来啊。那就明天呢，对，没吧？Nhiều người ủng hộ 3.000 cũng được các con ạ. Ủng hộ về việc bão lũ của mình ấy. Có người còn ủng hộ 5.000, 2.000, 3.000. Thế ở mấy cái trường có mấy cái xe để nó ủng hộ vì sao lại nghỉ ấy. Con bảo chưa đến đâu rồi con? Con đến tuổi rồi. Chuẩy à? Ok. Các từ này đều rất là khó nhớ. Nay con đã được học ngoại ngữ 2 ở trường cô ạ. Thế à? Con cảm thấy thế nào? Cô không dạy thanh, cô không dạy nét mà cô dạy luôn pinyin cô ạ. Pinyin à? Trông cảm vô cùng. Xem học bọn con nó không có sách cơ cô ạ. Ơ, cơ, không có sách à? Không có sách. Ờ, có được phát sách. Cái bản là kiểu chưa có thôi, chứ còn không phải không có đấy ạ. Thế cũng online à? Là không học trực tiếp thôi. Quên đấy, phải chiều online. Trường ta vẫn đang học online à? Kiểu mấy ngày mưa ấy ạ, à, với cả trường con nhiều cây bị vật gốc tận 10 cây một yeah. Bạn chép xong trong một thì bảo cô để cô mở sang trang hai nhá. Xong chúng mình chơi đố từ xem là bọn mình còn nhớ được chữ không.
Cô đánh giá là các bộ phận trong cơ thể là những từ rất là khó nhớ. Không biết cho cô. Mình chưa đến từ nào rồi Minh? Có chép đến từ số 7 rồi. À thế à. Ý đây. Cô thấy nhớ lớp mình ý, bởi vì lâu rồi chưa học bằng. Cô thấy học và ở công nhận là cũng hiệu quả nhỉ. Vâng. Tôi học cái ý 12 lần thi mà không Rồi, học hết cái 12 là thi. Sau 2 buổi nữa là thi nhỉ. đã học cái chậm chậm ra. Tại vì mình nghỉ nhiều ấy. Giờ anh thấy họ online là quen của Con quen rồi à? Con thấy họ online thế nào? đọc online thấy mình có bình thường. Sao? Thì giờ này có một anh học kèm lớp mình ở một lớp T6 chuyển sang Anh là T6 là học lớp T6 học là hơn lớp mình một lesson nhưng mà anh ấy nghỉ nhiều quá ấy. Hay là anh ấy học sang đây? anh lúc 8 Không. Anh ấy sinh viên đại học. không lấy xe ạ Hả? năm mấy giờ Sinh viên năm ba. Anh Nhật. Nhưng mà bảo học sắp tốt nghiệp lớp này rồi. Bảo học học đến mai HSK mấy rồi con? Học đến bài mấy rồi? bài bản Ừ. cái gì ạ? Con học đến lesson mấy rồi? HSK 3 rồi. Lesson 3 Lesson 3. Ừ đúng rồi. Cũng được đấy. Nốt tuần này, tuần sau nữa, 2 tuần nữa nhá. Nốt tuần này này. Sau nốt tuần sau nữa thì sẽ học đến lớp kia bắt đầu học đấy. Nên cô đang cho lớp đấy nghỉ. Tại vì có anh nghỉ nhưng mà học. cô ơi cô con Bạn Ngọc nói cái là nó đi out luôn ý. Nó bị lag luôn. không muốn đâu vậy rồi chị học rồi kiểu con không thấy không sách là có cái bài để viết đoạn hoặc là viết thứ ấy. đúng rồi. Cô đang viết sách bài tập bổ trợ cho HSK này. Con làm nhiều trong sách lesson, trong bài lên xí ở trong sách book book thì có nhiều bài đọc đấy. Cô Dung ơi, Ừ. hôm trước Vâng. tiếng Trung của con, cô hỏi là con tên là gì, xong rồi con nói bằng tiếng Trung của cô ấy. Thế xong rồi, từ đấy là lúc nào cần đọc cái gì, cô cũng gọi con. Tại vì con phát âm hay quá. Đẳng cấp thế nhỉ. Con sợ ơi cô, tại vì bao nhiêu ánh mắt đều dùng được mình hết đấy. Con phải tập lớn lên thôi con ạ. Xong nhiều khi học tiếng Trung xong bọn nó biết mình học tiếng Trung bọn nó cứ dịch cho ta cái này mày dễ này À kia. thế ạ. Con bảo là các bạn muốn học của cô không? Cô đang có lớp thứ tối thứ ba và tối thứ bảy cô đang thiếu một bạn để khai khai Để con giới thiệu cho chúng nó. sảng. Ừ nha, tối thứ ba và tối thứ bảy, tại vì là có nhiều bạn rất thích học nhưng mà lại không trùng lịch. Tối từ 8 giờ. Tối thứ ba thì muộn con ạ, chỉ học 30 phút. Còn tối thứ bảy thì học nhiều, học từ 9 rưỡi đến 10 giờ thôi. Còn tối thứ bảy thì học từ 8 giờ đến 10 giờ. Lớp này chỉ học được 2 tiếng rưỡi một tuần. Rồi chúng mình chuyển sang trang sau nhá. Chưa xong à? Ôi học ít tiếc lắm phụ ạ. Ừ. Đây là con chết theo trong sách Nhưng mà đi. cô kiến lịch rồi, cô không thể nào mà còn thời gian buổi tối nữa ấy. Đây là cô cố gắng lắm ý. Buổi tối thứ ba chủ yếu là để củng cố lại để không bị quên. Cô thấy học được tuần 2 buổi các bạn học hiệu quả hơn ấy. Kiểu đã rất cố gắng nhưng không thể.
Vui cô. Nhiều lúc con vui vui con bắn một cô tiếng chung mà mẹ con bảo là mày đang chị mày đang nói gì tao đấy à. Mày đang chửi tao à? Mẹ con học Nhật cô à, mẹ con không học chung. Thế Xong mẹ con à? bảo với con là để mẹ học tiếng chung xem thằng nào học nhanh hơn. Hồi trước kiểu chị cứ hay nói bậy một tiếng Anh ấy, tại vì biết thường là bố mẹ chị không biết tiếng Anh ấy. Đấy, xong rồi bây giờ bố mẹ chị biết mấy câu kiểu nó viral lên rồi, xong rồi giờ không biết nói thế nào nữa. Đó mồm ấy. Thế chị nó vừa mới hỏi cô một cái câu người ta chửi nhau ấy. Không, tại bạn con tự nhiên vậy nhắm là cái chung ấy, xong rồi tôi cũng biết cái nhỉ bao là nhưng mà tham gia thì tôi không biết. Được chưa nào? Thôi chúng mình chạy nhanh lên tập trung vào. Không có đối tượng lại không biết đâu. Cô hay làm hack não lắm cô ơi. Học nhiều học biết nhiều ấy, xong HSK 3 cũng phải đồ nhiều ấy cũng vui hơn ấy. Vừa nãy mình làm HSK 1 được bao nhiêu đấy con? Mình ơi. Con sai ba câu, Sai ba câu ở đâu? một một câu listen với cả hai câu reading. À thế à. Listen của con tốt nha. Listen của con thì cô xem nào. Đó, 20 với 20 là 19 trên 20. 19 trên 20 là con được 95 nghe đấy. Và 90 đọc. Không Thế là quên nhỏ cô quá cho con chưa check. à, là thứ 6 tuần này. À dạ không, cô nghĩ là thứ 7 tuần này đi hay chủ nhật tuần này đi cũng được. Cô nghĩ là các con nên dành vào cuối tuần để cuối tuần cô lại ra thêm một đề nữa thì con làm vào thứ bảy chủ nhật đi. Mỗi thứ bảy chủ nhật là một đề. Thế là bạn nào thì làm đi. Được chưa? Mình có thể để ý thấy có bộ mục không? Bộ mục là liên quan đến đôi mắt đúng không? Và những cái như là cái thủy này này. Thủy này thì có thủy với chảo ấy nó đều có bộ huyệt. Hoặc là bộ gì nhỉ? Blaze à? Blaze. Nó là bộ nhục đúng không? Là miếng thịt ý. Cô ơi, con vẫn đang chờ đợi hắn tự kinh dị của Nhục cô. quá, nghĩ đến khổ nhục quá. Nhục là khổ nhục. Khổ đau. Nhục. À cô Nhung ơi, cô Tôi kêu nghĩ không chịu biết nhưng mà chị mới học cái chữ khó ấy. Chứ khó, chó, khó. Chị chả biết. á. Cái gì nữa? Với Chi vừa gọi gì không? Con bảo lớp con được đổi lớp trưởng rồi. À thế à? Vui quá. Thầy có vui không? Nhưng mà lớp trưởng này vừa ghê gớm, vừa đánh đá, vừa lắm mồm, vừa nói to. Vui. Auto nhỉ? Combo nhỉ? Dạ bảo chắc đến đâu rồi? Trời em bao giờ tổ chức trung thu ấy? À, 6. Dạ bảo ơi, con chưa Cái đến 6 đâu này. rồi? U là nè luôn. Có hỗ trợ không? Không, tại tổ bão ấy là xong rồi đấy. Trời chị ta bảo ơi. Kiểu ra bảo chưa được ăn đây được. Dạ con đây à? Ừ, con chưa đến đâu rồi? Chết xong rồi à? Ôi sao nhanh thế? Dạ vâng, chép gì ở nhanh hả cô? Đang tự tin. Đi chậm đi cô. Là vừa rồi. Thế ngồi ngồi viết nét đi để nhớ chữ nhé con. Vâng. Hai bài này từ công nhận là khủng khiếp thật. Rất là nhiều từ khó nhớ mà. Mà lượng vào xanh quanh nhé. Cái cao thì Ừ. Lũ khổ quá nhỉ.
Xong rồi ạ. Ở Trung Quốc cũng tiền hàng nhiều lắm cô ạ, như là đấy mấy tỷ như thế. Thì ở đây cũng là một cả một vùng ấy, của xe nhiều cây Nam Hải tổ tiếp con ấy cô ạ. Không bao giờ mình khóc bạn được thành xây dựng lại, ta phải xây dựng lại từ đầu. Hát về ca chúng ta cùng nhau xây dựng lại từ đầu. Lớp chi bao giờ tổ chức trung thu ạ cô? Sáu mai mai nhưng mà chắc cô dậy rồi, cô không về được lớp rồi. Cô định xem là Chi viết cái gì nhưng mà Điều điều ước rồi, thì mong muốn. ơi bạn mình có vẻ có công việc thế. Thế có nước gì hả Chi? Ừ, là xin à, được xin gửi á. Ôi Xuyên trời ơi. thấy khu ước là không học mà vẫn giỏi. Đúng rồi, Ước đã rất mơ tuyệt mới vời. Đã mất công ước thì ước thật là hoành tráng vào chứ. Nếu mà Trung Quốc không xả lũ thì Việt Nam sẽ, nó mà vỡ đê thì mình còn còn chết nữa ấy. Tại vì là sông của nó với cả sông của mình liền nhau mà. Nhưng mà thực ra dân tộc của hai dân tộc kể cả khi trong chiến tranh thì vẫn đùm bọc nhau ấy. Cô kể là nhiều người ở Cao Bằng bảo là trong chiến tranh biên giới nhưng mà nhiều người Trung Quốc ấy lại kiểu như cho thức ăn xong rồi cho xuống dưới sông ấy để cho sông nó chảy xuống dưới hạ lưu để cho bà con ở Việt Nam ăn, tại vì ở hai bên đều là họ hàng với nhau ấy, họ hàng bà con vẫn nói được tiếng giống nhau mà. Thế nên này bảo là anh em núi đến núi, sông đến sông, như là anh em nhà ấy. Với Chi xong chưa? Con còn một từ ạ. À, mọi người cũng đến hồi kết rồi. Còn chuyện Chi, có bạn nào chép đủ không? Hay là chỉ chép từ mới thôi? Ta sơ thao giả sân thỉ, chết từ ở sau đâu? Hoa cơ dự khẩn cao. Dạo này chữ Chi trông đẹp hơn nhỉ? À, tại buôn này viên ở đây. À, các con mua đậu bút thì mua đậu bút 0,5 mm ấy. Đây, cái này 0,55. Cái này bao nhiêu? Chọn 0,5 viết chữ đẹp hẳn luôn. Cho cháu Đây là khoảng 0,5. bút xịn thế. Ờ, vô của con Chi đến. con là 0,4 cô ạ. À, 0,4 thì còn thanh nữa đúng không? Con không thích cái bút thanh kiểu cảm giác là cứ bị nhạt nhạt ở gì cô. Nào chúng mình kết thúc đi để chúng mình chơi trò chơi nha. Với Chi đến chữ nào rồi? Con đến câu rồi cô ạ, sắp xong rồi ạ. Cô chuyển cũng được, con nhìn vào sách cũng được ạ. Được rồi, chơi thì chơi luôn. Hôm nay cô có nhiều bài tập cô ạ. Được bỏ quá. Lớp 7 nhiều kiến thức quan trọng. Ừ, lớp 7 toàn Rồi khó, ạ. ăn ngũ khói. Nhưng mà con thấy cô hiển. Ngày xưa lớp 7 cô ở lớp chuyên văn, thế là cô đã sáng tác được một tập thơ. Ui, Rất tổng tiếc kết là không còn. Rất tiếc là bây giờ không còn tập thơ đấy nữa. con ghét văn nó của cảm giác học văn nó cách khá mới trong học thuật Văn là dễ nhất trên đời tại vì chỉ việc bịa thôi ý, không phải tính toán gì cả. lúc mà online cô kiểu con thì cô văn cũng dạo mình còn ngủ quá con cũng ngủ gật đấy rồi lúc mà cô gọi đến tên bảo trâm ấy rồi tôi giật thót rồi cô ạ. Không thể thì văn là dễ nhất rồi. Con Minh thì thế nào? Lớp 8 thì thế nào nhỉ? Bảy cô ạ. À ừ nhỉ, con Minh lớp 7, quên mất xin lỗi. Lớp 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 7 thế chờ trường chặt chẽ lắm. Sao thế? Kiểu chỉ cần nhắm mắt kiểu quá 10 giây thôi là ngồi
Ngồi xuống đầu bài. Nhưng mà Cô, cậu biết đấy. con Ơi kể cho cô một huyền thoại. Ở trên là một bạn ở lớp con có một bạn tên là Kim Duyên. Bạn ý kiểu chưa ngủ ít quá nên bạn buồn ngủ. Thế là bạn ý ngồi bạn nằm gục xuống bạn ngủ trong tiết văn cô ạ. Thế Nên là à? lúc thế xong rồi là cô văn cô nhìn thấy cô đứng sát bên cạnh. Xong rồi là không ai gọi bạn ý dậy cả. Tự nhiên có cái gì chạm vào bạn ý, thế là tỉnh sát thấy cô văn đứng bên cạnh. Sao Xong bạn thấy thế nào? vậy? Sao cô lại đứng ở đây? May mà không gạt tay cô ra. Tưởng đứa nào chạm vào người mình là may rồi đấy. Chúng mình xem nha, chữ này là chữ gì? Chúng mình dùng cái gì liên quan đến cái miệng nhỉ? Chuẩn vậy. Thế là chúng mình nhìn chữ này, chúng mình biết ngay là liên quan đến gì rồi, đúng không? Đến bộ em bộ cũng không À thế bây giờ cùng học là chữ này là chữ gì? Chuẩy. chuẩn ba À cả lớp mình đọc chuẩy ba. chuẩn ba Chuẩy ba. Chuẩy ba. chuẩn ba Chữ chuẩy ba này đây là bộ khẩu, còn chỗ chữ này ấy, chữ này là chữ gì nhỉ? Trong chữ gì đây? không chữ đúng không ạ? Chữ đúng không? Chữ. Dưới là chữ ở dưới này là chữ gì các con biết không? Cái này đấy. Cái này là gì các bạn biết không? Bộ miên à? À không, bộ này nó là cái sừng nhá. Chảo, cái này là chảo, đó là chảo. Nó là cái sừng, sừng trâu, sừng bò, niếu chảo ấy. Niếu chảo là sừng trâu này. Ôi cô sếp nó bị ngược chữ ấy. Có thể như này có nhìn được không? À? Thì ngồi sang bên này nhá. Kiểu gì cũng che, cô ngồi ở giữa đây hai đứa nhìn được không? Buồn cãi thôi, bây giờ mình sẽ ghi ở đây nào. Ok nào, chúng mình thêm một chữ nữa nhá, chữ này rất là dễ. Đây là chữ gì? Cái gì ạ? Đây là chữ gì đây nhỉ? Chân ạ. À, Ở tôi. đúng rồi, sao giỏi quá. Ở tôi. Ừ, đây là hình cái tai đúng không? À, đúng rồi, cái tai Ô, sao cô tưởng tượng không hay thế à. Còn đây là chữ tụa, ở đây là một cái cây này, ở càng trên ngày này nó có càng vài cái xối cho nó thành quả hình vuông tụa. ừ. Đến vùng cái tai cô. Tụa ở Cô tụa. ơi, con nhìn ra một cái khuôn mặt xong có hai cái mắt một cái mũi xong có một que Không ai nhìn ra đây là cái cây à? cắm. Mộc mộc ở đây là cái cây này đúng không? Cái kiểu Trên này có vài cái quả ấy. Trên cái này quả có cái táo quả đó chuỗi chĩu xuống như này này. Ở tụa. Tại cái tay này mình cũng có cái chỗ giấy này xong rồi nó chĩu cái tay xuống đúng không? Cho nên người ta gọi là ở tụa. Nhá. Nhớ chưa? Chữ tua này nhớ chưa? Rồi, tiếp theo xem chữ gì nhá. Chữ này dễ cực. Chữ này nhìn biết ngay là chữ gì nhỉ? Liên quan đến bộ mục là đôi mắt đúng không? Vậy đây là cái gì? giản giản Nhãn chim. Đúng rồi. Nhãn chim. Sau này các con nhìn thấy cái bộ này ấy. Bộ này là bộ thanh này. Cứ nhìn thấy chữ này thì đọc là chim. Nhá, chữ này đọc là chim. Ví dụ như là chim nhén này thì có chữ này nhá. Nào, nhãn chim. Cả lớp mình đọc nhãn chim. giản Nhãn chim. À, chữ này. Chữ này là chữ gì đây? có chữ này Ừ. tuổi Chữ gì đây? Thế một là vừa nãy chép từ nhưng mà không tư duy đúng không? Phải vừa chép bài, chép từ mới xong phải tư duy chứ. Chữ này là chữ gì? Lẻn. Lẻn là khuôn mặt này. Thế bạn nào chép sai thì sửa đi. Lẻn. Lẻn là khuôn mặt đúng không? Tha tờ lẻn khẩn tạ nghĩa là gì? Tha tờ mặt lẻn khẩn tạ. anh ấy rất to à, Đúng rồi. À, có chữ này rất là khó.
Đúng chữ bí luôn. Đúng rồi. Bí. Bí dự. Con ghim cái này rồi nên con sẽ rất nhớ. Bí dự. À, còn chữ này. Này hình như là Thấu. Ừ, đúng rồi, thấu. Bạn nào nói thấu đấy nhỉ, thấu. Thế là khó. còn chữ này nữa. À, đây, tha, Tha. Đúng rồi, tha. Tha là tha, chữ gì nhỉ? tha. Cái này như là chân bí à? À không, tỷ Chân khẩu chân thi khỉ. bố chân Chân thì khỉ. Cho cô mở sách nào để cô xem là từ gì nữa không? chân thì Không. Cô nghĩ được lúc đây trả lời rằng chân khỉ. À, có chữ này nữa. Chữ gì đây? Cái gì nhỉ? Trời biết mà ơi. không biết bị hơn Chữ nhập ạ. tiền Chữ đây là chữ gì nhỉ? Đây là một cái tòa. xin Đây giống như là một cái tòa. cao Cao. cao Không. đúng Cao. Trời ơi, khó quá nhỉ. Chả nhớ gì cả. chữ Chữ gì đây? tuổi không phải tuổi yêu nhỉ, không phải Đúng rồi tuổi à, tuổi tuổi đấy. Khuẩy. tuổi Nào, tuổi khuẩy. Khuẩy. Tiếp chữ này. chữ Cơ chân chữ, cơ chữ. Cơ chữ hay là cơ chữ? Cơ cơ chữ. Đúng rồi, thanh bốn đọc cơ chữ. cơ chữ. Ừ, rồi. Còn một chữ nữa. Nào nhìn vào đây để xem nào. Chi. Cô. Thi Thôi thi cô con đi vệ sinh. rồi, ok. Nào. Xin. Cái gì đây nhỉ? Đúng rồi, chi. Chi. Chi rảnh Chi chi rắn. chi Ừ, đúng rồi, chi rắn. chi chi rảnh Chữ này nào. hai Đúng rồi. Chữ gì đây nhỉ? Đúng rồi, tay che đôi mắt đúng không? Là khản. Đây là hình bàn tay, là trước cô dạy rồi, khản. Nào bây giờ bắt đầu đố lại nha. Bây giờ đố lại nha. Ôi, con cứ thấy người ta nói là của khai xả cô. Đúng rồi, ok khai xạ nghĩa là gì? Cho tôi nhiều một chút hả? Ok khai xạ. Để À. xem một chút. Sao ok khai xạ cho tôi xem một chút đúng không? Hoặc là nào chữ này nha. Chữ này là chữ gì đây? Vẫn là chữ đầu tiên mà cô viết. Ừ, thế là chữ gì? Tuổi Tiếp. Là chữ gì lần chữ đầu tiên mình có biết? Đúng rồi, chảy bạn. Cả lớp nhớ chưa? tuổi bạn Ừ. Tiếp nào. ừ. Cái này là cái bí. Đúng rồi, bí dự. À, cái này hy vọng là mình nhớ được. Lẹn Đúng rồi, cả lớp đọc là gì? Gì nhỉ? Với chị đọc lại cho cả lớp nghe nào. lẹn Gì? Lẻn.
Liền là lần thứ hai đó, nhớ được tay thật cái lớp này. Liền 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 à, cái từ này là giản trinh. đúng rồi, giản trình. Giản trình ý sự hãy hiểu mà. Tiếp nào. Lại cái tai, Gì? một cái tai là cái gì nhỉ? Ở tủa. Tai Ở là cái tủa. y. Ở gì? Mượn Ở mượn tủa. ờ Ở ờ tủa. Chữ nhẻ này sao mà xấu thế nhỉ? Không thể xấu nổi hơn được nữa. Nhẻ trình. À, sự trên chị bạn à, chữ chữ này nhá. Tiếp nào. Chữ là chữ gì? À? Ôi trời ơi. Thân thể À đúng rồi. Cả lớp mình đọc nào. Đúng rồi. Chân thỉ. Con mình chạy đâu lâu thế? Tiếp nào. Chữ này nè. Đúng rồi. Cả lớp đọc nào. Nhãn chim Hoa. hoa Cả nhãn lớp đọc chim nào. hoa Ừ. ra sao Cao. Cái này bạn bị cao là cao luôn đấy. Dễ. ăn cao cao À, chữ này sao chị chi chị chi chị chi chị chi à thôi đảo đố lần cuối chi cùng nha. Chi 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 em ơi chi có hỏi à, chi cái chữ khỏe à còn thiếu một chữ nữa. Phải là cái lét á. Cô ơi, con cái thấu Thấu nữa đúng không? Thông minh thế nhỉ? Đó, được chưa? Hay là bây giờ cả lớp mình chơi trò chơi đi. nè chơi Chơi trò chơi như nào bây giờ? cô ơi cô Ừ? hôm nay con học tiếng Trung ấy cô, xong rồi cô con phát âm là chi, thế xong rồi lớp lớp đấy có mỗi con tên là chi, cô lấy luôn con tên là ví dụ cô ạ. Con rất là đau buồn. Sao bọn nó cứ quế chi? Ở thân bác nhỉ. Thôi đố lần này nhá. Chữ gì đây? Nhìn chữ này là chữ gì đây? Này là chữ này. Giản chứng. À đúng rồi. Trinh. Tiếp Giản. nào. Nhìn chữ này phải nhớ luôn chứ nhỉ. Nhìn đến chữ này là gì? Có bộ khẩu thì là chữ gì? Khẩu thì là chữ Chuẩy chuẩn. ba. Chuẩy ba. Chuẩy ba. Ô bài này rất quan trọng nha. Đi thi sẽ có những từ này này. Tiếp nào. Ai da, cái này đi đến khó khắp mọi nơi đều có cơ trời đấy cô. Ừ. Này. Gì đây? Ở tủa. Ở tủa. Không không vào được nữa hả? Ở tựa. Tiếp nào. Gì đây? Chi chi chân chị à không Thân chi chi thị. chi 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 rắn. Đúng rồi, chi chi rắn. chi 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 rắn. chi chi ở tua à không nhầm 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 Ở nhầm tựa.
Không phải, bọn này vẫn đoán Chân nhá. chỉ Chi rắn. À, chữ này là cơ thể con người là gì? thân thể Thôi bây giờ chơi trò chơi là vẽ một cái hình người xong rồi chủ thích là đây là cái gì nhá. Chơi chỉ con. Anh ơi, nào bây giờ chủ ta nào. Chơi chơi sớm nhá. không biết Ơi, gì. Nhà chị, nhà chị. Nhãn chinh. Nhà Nào, chị. ta nhãn chinh. Ta Tính nhà. vào. Ta nhà chị. Ta nhãn chinh mà. Ta Ta nhãn chinh. nhà chị. Người cao cơ tự. À, cao cơ sự dáng người cao, dáng người cô ấy cao, cao cơ Cao sự cửa cao cao. cửa à ta tuổi ba Ta tuổi ba tuổi ba, ta tuổi ba cả tuổi ba lớp đọc nào. Ta ta à, tuổi ta ba ba ta tuổi ta tuổi trên cơ nào. Ta ở thua. ta Ta ở thua. Ta ta ở thua. biết sợ. Rồi Vâng. nhớ. Thấy to. À, Không. Không. Tay là gì nhỉ? Chết chưa có thế là gì? Ta sổ. Ý chứ ta sổ. chỉ chữ ta sổ. Chứ sổ này chưa có à? Thế Sổ. mà các bạn chép vào nào. Chưa sao cô. Chứ sổ này là biết rõ nhất rồi. Sổ Đấy. này học từ Đấy. sao ấy cô ạ? Ngang ngang. Sổ. Sổ gì? Sổ là cái tay. Nhớ đây này là phẩy nhá. Sổ như không? Cô nhớ là cô biết chữ sổ vậy rồi. Sổ. Không sổ chi không phải sư tôi sáu ấy cô. Đúng rồi. Ta Sổ bị chi dạ. mà. Vâng nhưng mà cô nhớ chỉ phải biết cả cụ đấy. Sổ chi À ta học chỉ học từ hồi chưa học ta sổ nghĩa là một cái tay to. rồi. Chưa. Chưa là cái tay ấy. Ý chứ ta sổ. Quang Minh ơi. Quang Minh lâu vào thế. Sao em? Ý chứ ta sổ. Mày nhớ này. Ở nhà các bạn có nhiều chuyện cười lắm phải không? Thế nào mà mẹ các bạn cũng biết nhiều chuyện cười của các bạn. Thế nên là các bạn đừng cười nhé. Thành ngữ của Trung Quốc có một câu là ủ sư phụ xiao bài phụ, là một người chạy 50 bước thì cười người 100 bước. Ủ sư phụ xiao bài Em xem phụ bẩn người cũng chưa. nghĩa là chó chê me mèng lắm lông ấy. À. Ủ sư phụ xiao bài phụ. Ủ sư là gì? Là 50. Phụ là bước chân ấy. Ủ sư phụ xiao là cười. Xiao bài phụ. À thôi chúng mình tiếp nào. Ừ. À, bí dụ. Ta bí dự. Ta bí dự. Chân đau quá. Chân đau quá. Chữ chẻo này Làm chưa bài học. học. Ê, chữ chẻo này mình học chưa nhỉ? Ba Sao học chẻo học như chưa? là rồi sao cô ạ? À, Từ nào quên lắm chẻo cô. sang ấy. Chẻo chẻo sang Ba xoan. chẻo. Không thì không, chẻo này khác mà. Không, không như là học rồi. Ta chẻo. Ba Chẻo. chẻo là trong y phục sao ấy cô? À, chảo sang Sao trang hay phí phút xía. phút Nhớ cô rồi, ạ? nhớ rồi, nhớ rồi. Chảo sang Hai trang cái hay phí xía. Sao cái chi đó nhớ thế mà. này Nào, à, có ta nhớ đâu. phẩy. Tháng, ta tháng phẩy. Ta tháng phẩy. Da trắng tuổi. Chân dài đúng không? Chân vừa to vừa dài. Ta tháng phẩy. Ok. Đó. Chúng mình đọc nốt bài này nhá.这是他的Phải头，sự那是ở他thấu的头，这是他的脸，这是他的这脸。是他的脸。看，他有眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵。
À, ta有眼看，它睛，有眼睛、嘴巴嘴巴和和耳耳朵。朵，它眼睛很大。他眼睛它很，眼睛很大。他眼睛很大，他他眼睛睛很很大，那是它的身体。那是他的那是他的身体。看，它有看，手、脚和腿。看，他看，它有有手、手、脚脚和和腿。腿，它腿很长。他腿很长。欧泽宝读呗，打开腿走，欧泽宝，他腿很长，大腿它很个子长，很高。他个子很高。高。欧泽宝在写笔记嘞。他个他子个子高，很他个高，子很高，他是谁？他是谁？他是我家他是的谁？机器人。他是我家的机器人，那是我，这我是家他的人，头，这是他的头。这是他的脸。这看，是他的脸，他有眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵。看，他有眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵。眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵。他眼睛很大。他眼他睛是，他眼睛很大。那是他的身体。那是他的身那体，是他的身体。看，他有手、手脚脚，和腿。看，他有手脚和腿，看，他有他手腿很脚长，和腿，他腿很腿长，很长，他腿很长。长，他个子很高。他个子很高。个子很高，他是谁？他是谁？他个子很高，他是我家的机器人。他是我家的他机是我器家的人，器件儿，机器人，机器人。器人。那个，人民共同听到吗？这是他的脸呢？是他的脸啊，这头是了他片。的脸。这是头来呢，这是他的头，这是他的头，这是他的脸，他的头，就是他，这那是宝贝他的改回脸。去，光明干嘛干干嘛动呢？这看，他的脸，看，看，看，他他有有眼眼睛、睛、鼻鼻子。子、嘴嘴巴巴、和嘴耳巴朵和。和耳朵，他眼眼他他眼睛眼很大，大，他眼睛很大，那是他的身体。他的身体，看，看，他有手、脚和腿。他很长，很腿长，很长，他个子很高，但是他个子很高。他他是是谁？我家的他是我家的机器人。机器人，机那个器ai đọc人。bài này đầu tiên nào? Mà không cần đọc tiên đâu, ai giơ tay đọc bài này? Không, chẳng điều kiện gì, chỉ đọc bài thôi mà. Không, không, không đọc, không đọc sách, Con nhìn đi tay cô. thôi. Con nào thì con đọc trước. Các bạn cố gắng nhớ luôn. Nào, con đọc đi.这是他的头。这是他的脸。他有眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵。
他眼睛很大，那是他的身体。看，他有手、脚和腿。他腿很长，他个子很高。他是谁？他是我家的机器人，他是我家的机器人，他是我家的机器人，他是我家的机器人，他是我家的，他是我家的机器人。非常好，那都这条挨着对了啦，啊，那边去了啦，快点过来。是他的头，这是他的脸。他有眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵。他眼睛很大，那是他的身体体型。他有谁有和头？手机里面手手手手脚脚脚和手腿腿，他腿很长，他的个子很高，他是谁？他是我家的机器人。感觉不是晚期的，小鸡仔呱。然后接下来呢？爱读呢？ơi đang bị xả đời nào, ai đọc nào, giơ tay nào. Không thì cô nhắc mà lo gì đâu. Nào, ai giơ tay nhanh nào. Xong sớm nghỉ sớm, cô cho nghỉ. Rồi, chị nghỉ luôn, ăn luôn. Đó. Ai tập về nhà là... À, rồi Quang Minh. Rồi, cô mời Quang Minh. cô ơi sự bắt đầu nhà cái gì ạ? Chưa chưa ta 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 thấu tôi bây giờ ít ta bạn ta tôi đợi thấu học chúng tôi anh chị chưa chưa ta đợi liền 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 Khan đến đây Tai bảy nhá Tai đến bảy bảy Tai yếu yàn chinh đến bên này sao Bí tự có nhiều quá nhỉ à thôi được rồi được được Bí 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 tự bây giờ về nhà đến 77 nhá Ngọc cứ ao ra đi nào chuẩy pa Tuệ ba Hứa ở tuổi cha nhà chiên khẩn tạ nó nó Na nó nó sư nó sư ta đợ ta đợ sân thị khan cha yếu đi Cha chi tờ sổ rồi cha yếu thở脚，脚来穿，脚脚上脚穿黑皮鞋，然后脚，脚和，脚腿和腿他。他腿很长，他个子很高，他是谁？他是我家的机器人。接下来爱呀，嗯，啊，喂，
Cô thấy mấy người cùng giơ tay một lúc ý. Cô thấy Gia Bảo cũng giơ tay, Quế Chi cũng giơ tay. Thôi cô cho Quế Chi nhá. À Bảo Trâm nhá, Bảo Trâm. Bảo Trâm tại vì Bảo Trâm phải đi trên đường nguy hiểm. Nào, con làm trước đi. Chưa chưa thai Con mình được nghỉ rồi con. Làm đến 77 nhé con. chưa chưa thai có chưa chưa thai về điện ăn hai lỗ chẳng chim bí chữ chuyển ba hứa ở đậu Ở tượng ở tượng hai chẳng chim thần sao nhận yeah. à giả trinh cảnh tạo Yeah. là khưa tha từ Chân chân thân thể na sự tha tờ thân thể là sự tha từ thân thể hành na yếu tha 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 yếu sẽ sổ chuyển sổ chạm ở chẳng hứa chạy tuệ tha chạy khẩn trắng tha khơ chữ khẩn cao tha chữ sấy tha chữ của cha là chi chi rẫn rồi. Ok, biết sáng hả? Nào, bây giờ cần phải chi nào? Lady first. Thôi nhường bạn nha. Chưa sư tha tờ thống. Chưa sư tha tờ nhãn. Khan. Tha yếu. Yàn. Chinh. Bí tử. Rưỡi ba. Hứa. Ở tua. Tha Bye nhãn. Chinh vấn tạo. bye. Na sư. Tha tờ sẩn. Sân thi. Sân thi. Khan. Tha yếu. Sổ. Giảo hứa. Thủy. Tha thủy vấn vấn tráng. Tha cơ giữ vấn khảo. Phần cao Vấn cao. Tha sư sấy. Tha sư của cha tờ. Chi chi lớn. giỏi quá. Ok. Các con giỏi thật đấy chứ. Nào ra bảo nào. Con nghỉ nhá. Con được nghỉ làm bài tập đến 77 nhá. Bye bye. Ra bảo nào. Con thưa cô là cô nghe chưa? Rồi con nghe thấy rồi. Chưa sư tha được thấu. Chưa sư tha được liền. Khan tha dấu. Tha dấu. Tha dấu diễn chim. Bí dự. Tuổi ba hứa ở tua. Tha nhãn chinh khẩn ta na sư tha tờ sân chỉ khan tha dầu sâu treo Cậu hứa xấu chảo hứa tuổi chèo hứa tuổi tha thuế khẩn tráng tha cưa tự khẩn cao tha nhầm hey. chư suối cha sư ủa cha đờ chi chi rấn Rồi, bà giỏi quá. Nha, bà ơi, chỗ này là na sư tha tờ sân thỉ. là sư cha đờ sân thí Rồi, bảo rất là giỏi, cô khen con nhá. Rồi, chúng mình nghỉ nào thôi. cô Chơi xe nha. lão sư cha chiên À, cha bảo chơi xe. Chuyển bên chơi